ta lấy tiếp ở kiểu như kiểu chung ruồi ấy. Đấy. Các phụ nữ người ta cần nhất cái sự ổn. Vâng, xin chào các bác đến với kênh Chiếc Xe Đạp. Và mai bên em mới về một mẫu xe full carbon, cấu hình đồ full tia gra, đùi đứa trục rỗng cao cấp của S Ram. Và xe rất là đẹp các nhá. Em mới đánh giá tổng thể xe mới tầm 90% xe. May bạc đạn, cối lổ, chính hãng với bản theo xe. Và bây giờ xin mời em tổng thể chiếc xe ha. Và rất nhiều các bác hỏi em về những dòng đua carbon thì em về một chiếc đây. Tổng thể cái tông màu của nó, tông màu chủ đạo là tông màu đen. Khung carbon. Rất mà trọng lượng của xe rất là nhẹ các nhá. Tổng thể xem đánh giá mới tầm 90% xe. Với vẫn là cái tông màu đen huyền bí. Và xe giá rất tốt bên em. Trang bị với bộ dây sườn cao cấp, bộ cam phản quang. Khi bác nào cho bóng tối rồi đó phản quang đó nhá. Cổ phốt chính hãng của FHA, thương hiệu đến từ Mỹ, rất là nổi tiếng rồi. FHA làm từ thương hiệu Mỹ chuyên làm ghi đông cổ phốt. Lần trước thì có bắt ghi đông xe lọc cũng chính hãng của FHA bằng carbon. Carbon bắt ghi đông của nó, cái thanh cài khuy bắt vào ghi đông xe là của carbon chính hãng bản đầu xe. Người chơi chủ cũ trước làm bộ tay lắm rất là nổi bật với cái tông màu những chấm bi, rất là nhiều màu sắc trên cái tay cuốn của xe. Và xe sử dụng với bộ tay lắc chính hãng của Shimano Tiagra, trang bị với 10 tầng lip chính hãng của bản theo xe. Bên phải em được trang bị với bộ tay lắc chính hãng của Shimano Tiagra. Càn carbon chính hãng nguyên bản theo xe cũng còn rất là mới. Mayer chính hãng của Bottega. Vành nhôm hai lớp, vành bản to chính hãng nguyên bản theo xe. Lốp dioxin, lốp hiệu dioxin, lốp 700x23C, kích thước lốp cơ bản chính hãng. Lốp cơ bản của dòng xe đạp đua. Xe trang bị với bộ dây sườn cao cấp. Một mẫu phiên bản là dòng full carbon bên Yamaha mới về. Cọc yên chính hãng bản theo xe, cọc yên carbon. Yên hiệu Gemotti. Yên nguyên bản theo xe. Đây là yên hiệu nhé, yên góc nguyên bản theo xe. Nó hơi có một chút chảy ở vết đằng sau thôi, nhưng mà của nó là yên hiệu, đâm ma là nguyên bản theo xe, vẫn còn để nguyên theo xe, không thay thế gì cả. Gạt đĩa của Shimano 105, đùi đĩa trục rỗng FHA, S-Ram, S-Ram, thương hiệu đến từ Mỹ, cũng là đồ của S-Ram luôn. Đùi đĩa trục rỗng S-Ram, đùi đĩa nhôm. Bê đan Wego, bê đan bạc đạn. Xe trang bị với củ đề chính hãng của Tiagra, Shimano Tiagra. Gạt đĩa 1.5. Trang bị với 10 tầng lip chính hãng với bản theo xe. Mayer bạc đạn cối lổ chính hãng của Bottega, trang bị với 10 tầng lip. Đó, có thể nghe rõ cái tiếng Mayer của cối lổ đây. Đây là xin đo chiều cao đứng của khung xe. Vâng, chiều cao đứng của khung xe em đo là size 47. Khi mà các bác cao từ 1m6 đến 1m7. Bây giờ xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Xe trang bị 10 tầng lip chính hãng của Tiagra lên lip. Vâng, chuyển động rất là mượt mà, chân chu nhá. Mayer cối lổ luôn.
rất đanh, xuống mít. Đùi đĩa của Sram, đùi đĩa thủ công Sram thương hiệu Mỹ. Lên đĩa. Mày ơi, cuối lỗ bác nhá. Rất to. Đùi đĩa cao cấp một Sram trục rỗng và đặt đĩa 1.5. Xe toàn bộ là full carbon. Khung carbon, càng carbon, cọc nguyên carbon. Ghi đông xe in hiệu ghi đông xe của FSA. Lắp trước là lắp carbon. Và em mời chúng ta đánh giá tổng thể trong chiếc xe carbon với cái tông màu đen huyền bí bên em mới về. Full đồ group chính hãng của Kia Gara. Đặt đĩa 1.5. Đùi đĩa thủ công FSA, đùi đĩa thủ công của Sram. Và xe giá rất tốt bên em là 9.8 triệu, bác sĩ toàn quốc bảo hành 1 năm. Có là con tôi liên hệ em qua Zalo 0975709943. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ đấy. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ đó, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.